Vào buổi tối ngày hôm nay, Hoa Kỳ đi xa thêm một bước không tưởng tượng nữa. Có hơn 900.000 người đã bị chết vì cái đại dịch. Sau khi hai năm trước là có cái chết đầu tiên, tới ngày hôm nay nó trở thành như vậy. Đây là phải tùy theo chúng ta chúng ta làm những gì chúng ta có thể làm. Test rồi chích thuốc ngừa, làm cho nó được giảm xuống về COVID ở trong cộng đồng. Đó là làm sao chúng ta để khỏi cho có bị lây nhiễm qua một bước kế tiếp nữa thôi về những người bác sĩ y tá thì chịu sắp hết nổi tôi đây cầu nguyện hy vọng không có kéo sập tia thêm một cái người chết nằm trong một cái bao nữa và tôi đây hy vọng sẽ không có gọi cho bất cứ người nào nữa hết nói cho gia đình họ biết người thân của họ không có đi về nhà nữa. Cô Tiffany này, 3 tuổi, bị bệnh rất là nặng. Cô ta rất là mừng, đã hết bệnh được về nhà. Cái virus này không cần biết bạn là ai. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi. Không cần biết bạn là cái gì cả. Trên Hoa Kỳ, hiện tại ngay bây giờ, 47 tiểu bang đang được giảm xuống COVID-19. Số người nhập viện được giảm xuống 33% trong vòng hai tuần vừa qua. Trong lúc này, nhiều người thống đốc trên Hoa Kỳ đang đợi tòa bạch ốc đưa ra cho biết khi nào phải làm cái gì kế tiếp. Đang đợi tòa Bạch Ốc chỉ cho một cái con đường đi cho đúng, kế tiếp ra làm sao. Đây là ông Murphy, người thống đốc của New Jersey, ông nói. Hiện tại ngay bây giờ thì đang đợi tòa Bạch Ốc chỉ dẫn kế tiếp coi như thế nào. Giống như lúc đầu bị đại dịch thì phải làm sao? Ngay bây giờ sắp hết đại dịch rồi thì phải làm sao? làm sao chúng ta tiếp tục để cho nó khá. Ngày hôm nay, một cái nghiên cứu mới ở bên California báo cho biết đeo khẩu trang tốt được bảo vệ tốt. Theo những nhà nghiên cứu báo cho biết, cái khẩu trang N95 và cái bảo vệ về cái con việc đó là 83% nếu đeo khẩu trang N95. Masks by khẩu trang phẫu thuật giúp đỡ cho khoảng chừng 66%. And cloth mask by Và khẩu trang bằng giải giúp đỡ cho 56%. Today, the CDC the green... Ngày hôm nay, CDC Ngày hôm nay, người xếp của CDC đưa ra báo cho biết for... cho cái hãng thuốc ngừa Moderna chích thuốc ngừa and and now... cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên có thể chích thuốc ngừa. So 70... Trong lúc này thì hãng Moderna sẽ chung với hãng Pfizer để chích thuốc ngừa cho tất cả. Hiện tại ngay bây giờ ở trên Hoa Kỳ có khoảng chừng 75 miêu dành người đã chích thuốc ngừa xong hết rồi của thuốc ngừa của Madura.